2023 là năm thứ 10 thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2023. Lễ hội góp phần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của thành phố Hải Phòng là trung tâm vùng đồng bằng duyên hải, đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Bắc. Là một trong ba đầu tàu thúc đẩy phát triển tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại, có đủ điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế biển, hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp nhận các thành tựu khoa học, kỹ thuật của thế giới. Qua các mùa lễ hội, Hoa Phượng Đỏ cho thấy, lễ hội đã góp phần kích cầu ngành du lịch Hải Phòng có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2022, thành phố đã đón hơn 7 triệu lượt khách, tăng hơn 54% so với kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 610.000 lượt khách. 3 tháng đầu năm 2023, số lượng khách du lịch của thành phố đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm 2022, bằng hơn 19% kế hoạch năm. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2023 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023. Trong đó có chương trình nghệ thuật đêm hội Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển, tổ chức tối ngày 13 tháng 5 và bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vực nhà hát thành phố. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2023 là sự kiện thường niên nhằm giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế. Chương trình nghệ thuật sôi động, ấn tượng, sáng tạo với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, các nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài thành phố sẽ đem tới cho người dân và du khách tham dự nhiều cảm xúc. Chương trình nghệ thuật đêm hội Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng và các sự kiện lớn trong năm 2023 của đất nước và thành phố. Khẳng định Hải Phòng đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Thuộc top đầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, chất lượng tốt, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân, được giới chuyên môn và công chúng cả nước đánh giá cao trong phát triển văn hóa, đáp ứng đúng vai trò là động lực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong những năm gần đây, thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc, quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo các điều kiện để chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng phục vụ phát triển, nâng cao vị thế uy tín của Hải Phòng trên trường quốc tế, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Hải Phòng đã trở thành sự lựa chọn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn trong nước và trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Dự kiến, chương trình đêm hội Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và một số đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố bạn tiếp sóng truyền hình trực tiếp. Trước,
trong và sau chương trình đêm hội sẽ bắn pháo hoa, đảm bảo phù hợp với nội dung chương trình. Cũng trong dịp này, trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra các hoạt động quảng bá, xúc tiến, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch cùng các sự kiện khởi công, khánh thành một số dự án, công trình trọng điểm chào mừng lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng 2023. Thank you.